Ô giao lưu với người hâm mộ Quảng Ngãi Thể thao Văn hóa Việt Nam chiều 18 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại trung tâm văn hóa thể thao Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi để tham gia các hoạt động tại sự kiện giải bóng đá mini tranh cút Công viên địa chất Lý Sơn Sa Huỳnh mở rộng lần thứ nhất năm 2019. Có thể nói, từ khi thông tin ông Park Hang-seo sẽ về Quảng Ngãi dự khán trận chung kết giải bóng đá mini tranh cút Công viên địa chất Lý Sơn Sa Huỳnh mở rộng 2019 và giao lưu với người hâm mộ. Không khí của những người yêu bóng đá và mến mộ ông Park Hang-seo ở Quảng Ngãi trở nên nóng hơn rất nhiều. Giải bóng đá mini tranh cút công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh có sự tham gia của 17 đội bóng, gồm 9 đội đến từ các huyện, thành phố trong phạm vi công viên địa chất Quảng Ngãi, một số trường đại học, doanh nghiệp lữ hành và 8 đội đến từ ban quản lý các công viên địa chất trong nước. Giải là một trong những hoạt động bên lề hội thảo quốc tế, giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng với thông điệp kết nối đam mê, kết nối di sản lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã cùng ông Park Hang Seo trao giải thưởng cho đội vô địch của giải đấu. Sau khi trao giải bóng đá mini tranh cúp công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh, Liên đoàn bóng đá Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá U11, cúp John S 2019. Người hâm mộ bóng đá Quảng Ngãi đã trải qua những cảm xúc vô cùng tuyệt vời khi được gặp gỡ trực tiếp, giao lưu cùng huấn luyện viên Park Hang Seo, thể thao văn hóa, Việt Nam, chiều 18 tháng 6. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi để tham gia các hoạt động tại sự kiện giải bóng đá mini tranh cúp Công viên Địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh mở rộng lần thứ nhất năm 2019. Có thể nói, từ khi thông tin ông Park Hang Seo sẽ về Quảng Ngãi dự khán trận chung kết giải bóng đá mini tranh cúp Công viên Địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh mở rộng 2019 và giao lưu với người hâm mộ, không khí của những người yêu bóng đá và mến mộ ông Park Hang Seo ở Quảng Ngãi trở nên nóng hơn rất nhiều. Giải bóng đá mini tranh cút công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh có sự tham gia của 17 đội bóng, gồm 9 đội đến từ các huyện, thành phố trong phạm vi công viên địa chất Quảng Ngãi, một số trường đại học, doanh nghiệp lữ hành và 8 đội đến từ ban quản lý các công viên địa chất trong nước. Giải là một trong những hoạt động bên lề hội thảo quốc tế giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng với thông điệp kết nối đam mê kết nối di sản lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã cùng ông Park Hang Seo trao giải thưởng cho đội vô địch của giải đấu. Sau khi trao giải bóng đá mini tranh cúp công viên địa chất Lý Sơn, Sa Huỳnh, Liên đoàn bóng đá Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá U11, cúp John S 2019. Người hâm mộ bóng đá Quảng Ngãi đã trải qua những cảm xúc vô cùng tuyệt vời khi được gặp gỡ trực tiếp, giao lưu cùng huấn luyện viên Park Hang Seo.